phim trường và đài truyền hình VNTV, Lưu Việt Hùng xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay trong live show mới của khách mời âm nhạc, Lưu Việt Hùng rất vui đã được mời trở lại một nam ca sĩ được chính quý vị yêu cầu Hùng mời trở lại anh ấy. Hãy cùng chúng tôi chào đón sự tái ngộ của nam ca sĩ Vân Trường. Vân Trường xin kính chào quý vị khán thính giả và rất vui được quay trở lại lần thứ hai chương trình khách mời âm nhạc do Lưu Việt Hùng đảm trách. Rất vui được gặp quý vị. Quý vị biết không, chắc quý vị cũng còn nhớ là trong cái lần đầu tiên xuất hiện trên khách mời âm nhạc cùng với nam ca sĩ Huỳnh Gia Tuấn thì Vân Trường ngày hôm đó đã được quý vị yêu cầu rất nhiều là Lưu Việt Hùng ơi, yêu cầu trở lại Vân Trường đi, rồi cô muốn được nghe Vân Trường hát thêm, cô muốn được nghe Vân Trường nói chuyện thêm, bởi vì cô thấy là chàng ca sĩ là nhìn hiền lành và dễ thương quá. Cái này là một cái câu chuyện thiệt. Thành thử ra ngày hôm nay rất vui vì đã mời Vân Trường trở lại đây và chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện với nhau thêm để khán giả hiểu thêm về Vân Trường, bởi Vân Trường trong đời thường, một Vân Trường trong cuộc sống mưu sinh. Thì trong cái lần trở lại lần này thì em muốn được nghe nhiều hơn về những cái năm tháng sống tại Mỹ của anh. Với những cái sự xa cách về địa lý từ Việt Nam qua tới Mỹ, rồi vấn đề tình yêu của anh như thế nào bây giờ, thì anh chia sẻ một chút xíu là sau thời gian sống ở Mỹ thì anh đã cảm thấy ổn định cuộc sống của mình chưa? Và nếu như có sự trở lại thì cái dòng nhạc anh theo đuổi sẽ là dòng nhạc gì? Kính thưa quý vị, và Việt Hùng hỏi câu hỏi dài quá, có nhiều phần, nhưng mà Vân Trường sẽ ráng nhớ là từ từ trả lời hết. Hai năm Vân Trường qua đây cũng được khoảng 10 năm. Ồ, Vân Trường qua đây đã 10 năm rồi. Dạ, thì hai ba năm đầu tiên thì không có ở Mỹ nhiều, chỉ qua đây hát show xong đi về thôi. Nhưng mà thời gian ở đây khoảng mỗi lần ở khoảng 1 tháng tới 1 tháng rưỡi. Thì hai năm đầu thật sự không có quen, tại vì cái sống bên này với bên Việt Nam khác nhau hoàn Đúng toàn, không có quen nên cũng thời gian đầu hơi bị depressed, bị căng thẳng. Thì sau hai năm rồi cái Vân Trường về đây chính thức ở quận Cam này thì có bạn bè cũng nhiều, xong rồi từ từ cái quen được cái nhịp sống bên này, xong rồi bây giờ là thích sống ở đây hơn, không khí trong lành hơn, được tự do, cái quan trọng là tự do. Mình muốn làm gì làm, mình muốn hát gì hát, mình không bị kiểm duyệt. Đặc biệt là ở Mỹ, thưa quý vị, là đây là xứ tự do thì chỉ cần mình không có phạm pháp thôi thì sẽ không ai động chạm đến mình hết. Đúng rồi. Mình cứ thoải mái sống theo những đời sống mình mong muốn, đúng không ạ? Vâng. Có thể nói là đó là cái câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai đó là em hỏi anh là để bây giờ em chủ động hỏi luôn để anh khỏi phải nhớ cái câu hỏi thì đỡ mệt. Là về tình yêu. Thì tình yêu của Vân Trường bây giờ thế nào rồi? Sau 10 năm qua Mỹ, anh còn độc thân hay là anh đã là... thuyền đã có bến đỗ, chia sẻ một chút xíu. Bây giờ, cho tới bây giờ vẫn lúc đang ngồi đây vẫn single, available. Wow. Vâng, vậy là thưa quý vị, những khán giả coi đài là có thể mình apply được rồi, phải không ạ? Tức là Vân Trường, chàng ca sĩ của chân tình, vẫn nguyên cái tấm chân tình này để chờ đón một người sẽ đến với mình, đúng không ạ? Ế bền vững, ế 10 năm rồi đó. Gọi là ế bền vững hả? Và hy vọng là sẽ có người đủ mạnh để phá tan cái sự ế bền vững này của anh. Nói thật là khi anh cô đơn, anh có buồn không? Có chứ. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì Vân Trường sống với mấy người bạn ở chung nhà thì cũng vui. Giống như gia đình anh em vậy đó, thì lo lắng bảo bọc cho nhau thì cũng ok. Âm nhạc quan trọng như thế nào trong đời sống của anh? Có thể nói là 80-90% về... giống như là có rất là ý nghĩa trong cuộc sống của Vân Trường. Tại ngày xưa giống như Vân Trường không nhớ hay đã có từng kể qua là cái đi hát là cái một cái duyên rất là tình cờ. Không bao giờ nghĩ là mình sẽ được làm ca sĩ, để đi thi Nhà hát Hòa Bình đậu rồi đi làm ca sĩ. Thì hiện tại bây giờ thì Vân Trường không còn hát được nhiều như ngày xưa nữa. Không phải riêng Vân Trường không, mà một số bạn đồng lứa, đồng trang lứa thì cũng không hát nhiều như xưa. Nên ở bên Mỹ này thì cố gắng mình làm thêm cái nghề nào đó để khi mà có dịp thì rất sẵn sàng sắp xếp thời gian xuất hiện trước TV để mà được thỏa mãn cái đam mê của mình từ lúc mà mình còn mười mấy tuổi cho tới bây giờ, thì được hát, được sống với chính mình thì cái đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Và nên anh mới nói là anh bắt đầu đam mê ca nhạc từ năm anh mười mấy tuổi, đúng không? Tức là bắt đầu từ năm mười mấy tuổi đó là mình biết là mình đam mê âm nhạc, đúng không anh? Và mình đeo đuổi rất là nhỏ. Lúc đó là Vân Trường nhớ Vân Trường học cấp 2 ở bên này gọi là middle school. Okay.
Yeah, thì thích hát. Đã bao giờ anh đứng hát trước toàn trường chưa? Đã bao giờ anh hay là cái trong năm... cái chương trình văn nghệ của lớp hay là cái anh có bao giờ anh đứng hát bao giờ chưa? Có, là cái năm 12 năm ra trường là ở trong trường cắm trại, trường cấp 3 đó, cắm trại trường high school đó, cắm trại chia tay lớp 12, okay. khối khối 12. Ừ. Thì cái tiết mục cái bạn hát Happy New Year bạn bị bệnh không có hát. Thì văn trường lên hát anh với một người bộ. Bạn hát guitar và ok. Thì sau đó là cô chủ nhiệm với mấy lớp mấy người bạn trong lớp thì khuyên đi làm ca sĩ đi, mà Văn Trường cũng không nghĩ không nghĩ là sẽ, tại vì gia đình không ai làm nghệ thuật hết. Ừ. Thì nghĩ là ít nhất mình phải có gia đình, phải có ai đó quen biết thì mình mới được đi hát. Thì cũng thì nói họ nói cho vui vậy thôi. Thì nhưng mà Văn Trường thích điện ảnh, tự động đi thi, tự động lúc đó Văn Trường nhớ là đi thi tuyển diễn viên điện ảnh ở ở ở trường đại học sân khấu hả? No, ở Văn Thánh, khu du lịch Văn Thánh. Oh, ok. Yeah. Thì Vân Trường với lại Hoàng Phúc điện ảnh á. Yeah. Thì là một lứa là thi vô đó. Thì Vân Trường thiếu 2 điểm về diễn xuất, tại vì mình tự đạo diễn, mình tự diễn luôn, không ai chỉ mình hết, rồi hát luôn. Là chỉ đủ điểm trung bình thôi. Điểm kỳ đó lấy là 17 điểm mà Vân Trường có 15 điểm thôi. Tiếc quá phải không? Thiếu hai điểm là nếu như có đủ 2 điểm là bây giờ chúng ta có một diễn viên điện ảnh Vân Trường rồi đúng không? Chỉ nghĩ là cái duyên thôi. Rồi sau đó không đậu nhưng mà sinh hoạt trong câu lạc bộ điện ảnh của cho một nhóm trẻ tổ chức. Anh có đi đóng phim không? Không, chưa bao giờ, chắc lẽ không có duyên. Bởi vì là cũng từ cái cuộc thi đó mà nó làm mình nhục chí phải không? Không, không hẳn. Thích lắm, rất là mê, mặc dù rớt rồi mà vẫn sinh sinh hoạt trong câu lạc bộ để giống như là hên xui. Thì thỉnh thoảng một tháng thì Vân Trường nhớ có đạo diễn Việt Linh, đạo diễn nữ, hình như là cô ấy ở bên Đức về. Lúc đó thì cô ấy có tới cái câu lạc bộ đó một tháng một lần để trao đổi với lại các bạn trong nhóm. Thì vô tình là trong nhóm đó Trường với có một người bạn thi đợi điện ảnh đậu mà bạn nó vẫn học trong đó luôn. Mà hai người rất là giống nhau. Thì cái ngày mà Vân Trường muốn kể nó hơi dài dòng chút là tại sao mà Vân Trường đi hát. Thì đi coi ở sân khấu Trống Đồng, Vân Trường ngồi rất là xa. Thì Vương Trường nhớ trong câu lạc bộ là cái bạn này hát dở hơn mình, mà sao bạn này làm ca sĩ được. Ok. Thế là về đi học, thì học cô Thanh Trì, học cô học anh Nguyễn Đức Trung, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung. Rồi sau đó đi vô nhạc viện đăng ký học luôn. Rồi cô Thanh Trì mới xúi Vân Trường với lại ca sĩ Thùy Trang mà bây giờ hát nhạc trữ tình, nhạc dân ca đó. Hai đứa làm một tiết mục thi vô nhà hát Hòa Bình. Thì thi 1,000+ người thi, thì Vân Trường với lại Thùy Trang đậu một tiết mục song ca. Thì cái đợt đó là Minh Tuyết Cẩm Ly là giải nhì. Vân Trường nhớ giải nhất là Ngọc Phượng, rất là đẹp, hát rất là hay. Nhưng mà sau đó không biết CD đi đâu mất tiêu. Rồi tiết mục thứ ba thì Trường quên mất rồi. Nhưng mà có 3 tiết mục đậu và một số tiết mục được đậu cho trong 10. Gọi là top 10 phải không? Yeah, top 10. Là thì Vân Trường với Thùy Trang trong top 10 lúc đó. Wow. Rồi từ cái cơ duyên đó mới trở thành ca sĩ. Yeah, xong rồi cái đầu đi hát, lúc đầu hát vocal background thôi. Xong rồi... tạo nhóm múa ABC đầu tiên của anh Phương Lịch á. Dạ. Chưa có ABC, ngày xưa là nhóm múa Phương Lịch thôi, là đi nhảy background cho Vân Trường. Cái bài đầu tiên mà Vân Trường hát ra ngoài sân khấu lớn, hát đứng riêng, hát một mình là cái bài Nhạc Hoa luôn, bài Thành Phố Cuồng Nhiệt của Quách Phú Thành. Wow. Yeah. Những năm đó thì thực ra là tất cả chúng ta đều là những fan cuồng của Tứ Đại Thiên Vương, đúng không? Yeah, Quách Phú Thành, Lê Minh, Trương Ngọc Hữu, rồi là Lưu Đức Hòa, Đức Hòa, đúng không? Yeah. Yeah. Hùng cũng là một trong những fan rất là hâm mộ Quách Phú Thành. Anh ấy vừa rất tài năng, vừa có sắc vóc và vừa hát rất hay, nhảy rất giỏi, đúng không? Uh-huh. Vậy là những khởi đầu của anh lại là ca sĩ hát nhạc sôi động mà. Yeah. Chứ không phải là một Vân Trường rất trữ tình, rất lặng ngồi đây sao? Không, lúc đầu là hát, lúc đó là hát hình như là Vân Trường 20 tuổi, 20, 21. Là hát cái vũ đoàn múa làm sao. Wow, tức là nhảy tưng bừng đúng không? Là cũng giờ một thời là mưa làm gió, sân khấu Duy Ngọc. Lúc đó là chưa có ca sĩ trẻ nào có nhóm múa nhiều vậy hết á. Nhắc tới... bầu show Duy Ngọc thì năm vừa qua thì làng văn nghệ Việt Nam cũng đã phải ngậm ngùi chia tay với một bầu show rất là kỳ cựu, rất là được nhiều ca sĩ yêu thương trong suốt mấy chục năm mà mọi người hay yêu ái gọi là bố Duy Ngọc. Yeah. Đúng không? Đúng rồi. Thì năm vừa qua thì bầu show Duy Ngọc đã từ giã cõi đời và hy vọng là ở một nơi nào đó thì bầu show Duy Ngọc sẽ ủng hộ, sẽ vẫn tiếp tục và phù trợ cho những tiếng hát trẻ trẻ đầy đam mê, đúng không? Ừ.
Và nhắc vừa rồi anh có nhắc đến là cái thời học trò của anh là anh bắt đầu hát trong cái việc mà anh hát thế cho một cái bạn thôi. Thì em muốn hỏi là ở cái tuổi đó anh đã bắt đầu yêu chưa? Yêu lúc năm 14 tuổi. Oh, học lớp 8. Yêu từ năm 14 tuổi rồi, chứng tỏ là Vân Trường cũng yêu sớm lắm này, thưa quý vị. Hùng hỏi như vậy thôi bởi vì sau đây thưa quý vị, nam ca sĩ Vân Trường sẽ cùng mời quý vị quay trở lại với tuổi học trò, quay trở lại với lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người, với những buồn vui của tuổi mới lớn, với những mối tình đầu hơi trắc trở. Hãy cùng thưởng thức một sáng tác nổi tiếng phòng từ thơ của Nhất Tuấn, nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng, ca khúc Hoa học trò qua tiếng hát của nam ca sĩ Vân Trường. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhé. Xin mời. Bây giờ còn nhớ hay không ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa, ngây thơ em dù anh ra bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung. Bây giờ còn nhớ hay không, bây giờ còn nhớ hay không, bây giờ còn nhớ hay không, anh đem cánh phượng tô hồng má em để cho em đẹp như tiên, nhưng em không chịu sợ phải lên trên trời, sợ phải lên, sợ phải lên trên trời, sợ phải lên, sợ phải lên trên trời, lên trời hai đứa hai nơi. Thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Hôm nay phượng nở huy hoàng như tình hai đứa lỡ làng duyên nhau. Riêng riêng phượng đỏ trên đồng, tìm em anh biết tìm đâu bây giờ. Bây giờ tìm kiếm em đâu, giờ chỉ thấy thương đau. Bây giờ tìm kiếm em.